xuất thân hào môn của con rể út ông Trump. Michael Bullock, chồng Tiffany Trump, sinh ra trong gia đình giàu có ở Nigeria, lấy bằng thạc sĩ tại Đại học London và hiện điều hành đế chế kinh doanh gia đình. Tiffany, con gái của cựu tổng thống Donald Trump, và Michael Bullock hoàn tất các thủ tục đăng ký kết hôn vào ngày 8 tháng 11, 4 ngày trước đám cưới tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của nhà Trump ở Palm Beach, Florida. Đám cưới xa hoa của họ dự kiến sẽ có 500 khách tham dự, gồm nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị. Kinh doanh. Michael, 25 tuổi, sinh ra Lebanon và chuyển tới Nigeria từ khi còn bé. Tương tự con rể đầu dây Kushner, con rể thứ hai của ông Trump cũng xuất thân trong gia đình doanh nhân giàu có. Gia đình Bullock sở hữu đế chế kinh doanh rộng lớn tại Nigeria bao gồm SCA Nigeria và Bullock Enterprise. Massad Bullock, cha của Michael, nắm quyền điều hành các doanh nghiệp này sau khi kết hôn với mẹ anh. Sarah Bullock, con gái của ông chủ tập đoàn Fadun. SCA Nigeria là tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đồ nội thất và thiết kế nội thất, lắp ráp và phân phối ô tô, sản xuất điện, bán lẻ và thương mại. Bullock Enterprise là công ty phân phối, lắp ráp và kinh doanh xe máy, xe đạp điện, xe ba bánh ở Nigeria. Trong khi mẹ là người sáng lập Hiệp hội Nghệ thuật Biểu diễn ở Nigeria, anh trai Faratafi theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Michael chọn nối nghiệp kinh doanh của bố. Michael tốt nghiệp thạc sĩ ngành quản lý tài chính và rủi ro của Đại học London và hiện là giám đốc một số công ty con của tập đoàn gia đình. Anh cũng quản lý mảng phát triển kinh doanh bất động sản của Royalton Investment. Ngoài ra, anh đang thực hiện các dự án kinh doanh tại Mỹ. Tiffany và Michael gặp nhau vào mùa hè năm 2018 tại Mykonos, Hy Lạp, nơi thiếu gia nhà Bullock thường xuyên đến nghỉ hè bằng chuyên cơ riêng. Tiffany lần đầu tiên giới thiệu Michael với gia đình tại bữa tối lễ tạ ơn ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago vào năm 2018. Tiffany rất vui vì đã giới thiệu anh ấy, một thanh niên rất thông minh xuất thân từ một gia đình danh giá, với gia đình mình vào lễ tạ ơn. Một nguồn tin nói với People vào thời điểm đó. Con gái út của cựu tổng thống Trump công khai mối quan hệ với Michael trên trang cá nhân vào năm 2019 khi đăng một bức ảnh chụp cùng anh tại Nhà Trắng. Kể từ khi quen nhau, Michael dành nhiều thời gian cho gia đình Tiffany. Anh thường xuyên chia sẻ ảnh chụp cùng Tiffany và các anh chị em của cô là Donald Jr., Ivanka và Eric ở Nhà Trắng. Michael cũng từng gặp mẹ Tiffany, nữ diễn viên Marla Maples, tại tuần lễ thời trang New York năm 2019. Tháng 1 năm 2021, trước khi ông Trump rời Nhà Trắng, Michael đã cầu hôn Tiffany ở Vườn Hồng. Thật vinh dự khi được kỷ niệm nhiều cột mốc quan trọng và xây dựng nhiều kỷ niệm với gia đình tại Nhà Trắng. Đặc biệt là lễ đính hôn của tôi với vị hôn phu tuyệt vời Michael. Hãy cùng nhau đón chào chương mới của cuộc đời nào. Tiffany viết trên trang cá nhân kèm bức ảnh Michael quỳ gối cầu hôn cô. Theo nguồn tin của People, Michael và Tiffany đều muốn có một đám cưới xa hoa. Tuần cưới, Tiffany đã tổ chức tiệc lớn chia tay thời độc thân cùng chị gái cùng cha khác mẹ của cô, Ivanka và chị dâu Lara. Vợ Eric Trump, Kimberly Guilfoyle, bạn gái Donald Jr. cũng có mặt. Ngày 11 tháng 11, gia đình Trump tổ chức bữa tiệc hoành tráng trước đám cưới của Tiffany ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Tiffany tốt nghiệp trường luật Georgetown vào tháng 5 năm 2020 và hiện theo đuổi sự nghiệp tại Miami. Vợ chồng cô hiện tìm kiếm một ngôi nhà ở thành phố biển Miami, không xa nơi ở của các thành viên khác của gia đình Trump. Ivanka và chồng Jay Kushner sống ở Miami, Donald Trump Jr. và hôn thê Kimberly Guilfoyle cũng mua một ngôi nhà ở phía bắc Palm Beach. Còn ông Trump, vợ Melania và con trai Baron sống tại Mar-a-Lago ở Palm Beach.